Mận xin chào cả nhà đang xem kênh Xuân Mận Family Cuộc Sống Ở Đức nha. Hôm nay ở bên Đức này á, trời khá là đẹp cả nhà. Thì Mận đưa hai nhỏ đi chơi một xíu. Thì ở dưới cách ở thành phố Mận sống là ở dưới cái làng nhỏ đó khoảng tầm 20 cây số nha. Mận xin mời tất cả mọi người đi xuống cái một cái làng nhỏ xem ở dưới đó có những gì nha. Đây bữa nay ông xã Mận làm là hello, xin chào cả nhà. Làm gì? Làm người cầm lái xe. Sao em bữa nay buồn buồn với em? Buồn ngủ à? Đi có 20 cây số thôi mà builder nó con mệt hả? Chào ông bà cô chú đây. Con gái Mận chỉ kiểu như sao mệt mệt đừ đừ không biết, chắc bệnh hôm nay cứ ho rồi nóng. Thì nóng rồi đây giờ rẽ xuống đây nha cả nhà. Gái Mận nóng, Mận cho uống thuốc giảm rồi. Mà giờ ho ho thì má có chỉ Mận giải gừng với lại mật ong á mọi người. Chân nghi rồi bé uống. Thì cái này Mận thấy rất là hay nha. Thấy bé uống 3 ngày nay nó đỡ ho. Mận cũng mừng quá trời trời luôn. Nếu những ai mà nhà có con nít á mà ho đó thì có thể làm theo cách của Mận uống thử nha cả nhà. Lấy gừng mình xét nhỏ giả ra nát ra, sau đó bỏ mật ong ít, khoảng muỗng mật ong với mấy miếng gừng rồi trộn lên rồi bỏ vào trong cái son nước á, đổ trong cái chén á, đựng cho nước nó vô trong cái chén nha cả nhà. Rồi mình chưng đi, mình nấu cho nước nó sôi lửa nhỏ nhỏ vậy khoảng tầm 10-15 phút rồi lấy ra, rồi mình chắc cái nước mình cho bé nó uống là nó giảm ho rất là tốt luôn. Ủa đây là nhà máy gì đây anh? Làm đất, làm gạch. À số chù cái hãng lớn quá hả? Tới. Ở đây Mận cũng lần đầu tiên đến, gần sát bên chỗ Mận sống 20 cây số mà Mận cũng chưa đi lần nào cả nhà. Thì hôm nay đi cho biết. Ai trong này coi đây cả nhà. Em Buren Garden là ở vườn, ở đây là gọi là một cái khu vườn nha. Vườn nó thua người ta trồng ở trong nhà kia. 15. Wow. Này cũng lớn quá trời luôn á ba ba. Da spielen ba ba. Này em nghĩ nếu ai nhà ai có vườn đồ muốn đến đây xem mua đồ cũng rất là tuyệt vời. Đi qua ba ba nữa con. Con ở trong đây mình ngủ luôn. Đi, treo ấm ấm con xuống. Hai. Hai. Xe có anh. Ủa con sổ mũi hả? Đó đi xong rồi về sổ mũi. Sao nãy mama kêu con chào ông bà cô chú, con không chào. Bây giờ đến nơi rồi đó, chào ông bà cô chú đi. Đi nhanh ơi, còn không mama về khỏi cho chơi á. Lâu xong rồi chào hả? Ok. Con gái Mận á nó cảm á cho nên nó cứ mệt mỏi. Mà thấy đẹp trời cũng ráng dẫn cháu đi chơi để hít thở không khí cả nhà. Rồi, chào đi, chào đi. Giỏi. Xong rồi chào ông bà cô chú. Này không phải Hồ Lan đâu con. Cái này ở gần mình 20 cây số.
Đây cái bãi đậu xe này cả nhà, khá là rộng lớn nha. Đến đây tha hồ mà đậu. Con gái mặn tưởng đâu sang qua nước Hồ Lan chơi. Trước tiên là thấy hoa bát ngát luôn. Trước kia người ta đỡ cho cái cây cảnh á, cây đẹp thôi cả nhà. Cái này ở Việt Nam mình là tiền không á, tiền tỷ á nha, chứ không phải là tiền bình thường đâu nha cả nhà. Đó. Phải lấy xe đẩy ba hay không còn. Ủa, xe gì mà quá trời trời luôn. Đây là cái không gian ở ngoài vô bên trong này nha. Ở bên này cũng có chuối nha cả nhà. Đây chuối cảnh đó. Ở đây là cái sơ đồ gì con. Đây em Furen gia tình đó cả nhà. Đó thì ở đây là cái sơ đồ để người ta vô đây không biết, để người ta xem á. Từ từ con, ở đây có những gì thì ở trong này họ đều ghi cho mình xem hết. Từ từ con, trên này có cái máy bay, cái Fluxoy. Này cũng có cây dừa nước nữa nè, như Việt Nam mình đó cả nhà ơi. Vậy gì đâu con. À xô chung vô hôm này hả? Hẹp. Ok không. Còn này cái gì ba cái gì người ta làm non lá phải không ba? Này cả nhà, cây này cái gì mà mặn thấy giống như là làm non lá non đồ gì sao phải không biết, là thấy nó giống. À đây anh đi đường nào. À xô. Oh, anh trong này mặn thấy cảm thấy giống như mình đang về Việt Nam á cả nhà. Có chuối, có cây dừa nước, có mấy cái đồ mà ở bên Việt Nam, cây cảnh bên Việt Nam á. Wow, trang trí khá là đẹp ha. Này làm nước cây, có chuối nữa kìa, cây chuối hái gì gói bánh ít bánh tét. Cheers. À, mama đây nè, mama quay tụi con nè. Còn này là cái hồ cá nè cả nhà, hồ cá cảnh nha. Đây cá này quá trời trời luôn. Này ông xã mà ông mua 50 sen thì có đồ ăn cho cá. Hả? Rứ xuống là tự động nó chạy tới à. À bây giờ hạt cá nó no quá không thấy nó lên vậy. Ôi, nhiều người cho ăn quá, cá nó no, nó nằm chìm, cá bự kia cả nhà. Nó nằm chìm dưới hết rồi. À, mình thả xuống cho ăn mà mấy con này không thèm quay lại luôn. Đây, người ta trang trí giỏ ốc, giỏ sò. Còn chỗ này mà mình mua nè, bỏ 50 sen. Bỏ 50 sen vô đây thì cái đồ cho cá ăn nó chạy xuống đây, mình hứng xuống này nè là mình lấy đồ đi con. Ở đây dành cho người làm vườn làm tược,
mua dừa trồng ở cả nhà. Ví dụ như nhà mà có ban công đồ á thì mình có thể mình mua gì mình bỏ ở ban công đồ đều được hết, đẹp. Cỏ đồ. Đây là những cái bảng mà người ta đỡ cho mình biết ở trong đây có gì đó cả nhà. Thì đây là cái khu vực khoa nha. Wow. Ô, hồng hồng khá là đẹp ha. Đó, một vườn hoa luôn. Cứ chậu đồng 99 sen, 2 đồng. 2 đồng thì 50. Bạc 25 là 50 ngàn Việt Nam á nha cả nhà. Đó hoa. Nói chung cái khu chỗ này hoa là có một loại hoa. Ủa mấy cha con đi đâu hết rồi ta. Đây, giống như hoa cánh bướm nè. Thì 2 đồng 49 sen một cái. Zara Victoria. Ba ba. Không. Còn này là hoa mình gọi là hoa gì ta? Hoa thực dược hả? Ba ba không hiểu. Wow, bông này đẹp quá anh. Anh biết tên bông này bông gì không? Tiếng Việt không biết không? Wow. Coi nè. Đẹp hết cả nhà. Mận thì không biết đâu. Chỉ biết thấy đẹp và quay cho cả nhà xem thôi. Còn hoa đây là hoa gì ba ba? Hoa gì Việt Nam giống như hoa cúc á, phải không? Nhưng hoa cúc là hoa thực dược gì á, nhưng mà không có phải là cái loại nhỏ nha. Cái loại này là loại lớn nè. Bên mình cỏ quá chừng cỏ luôn, không ai nâng niu bên này á, nâng niu từng cây cỏ. Cỏ đây cỏ cảnh anh. Con này là cây giống như cây dừa nước á, mà không phải dừa nước. Hả? giống dừa. Hai nhỏ mà chạy lung tung lang tang. Wow cả nhà, ở đây mấy cái giỏ nè, cái giỏ nhà ai có vườn trồng cây trái mua về đỡ mà hái trái bỏ vào. Đây. Ở đây có ban chuối nè. Wow. Đó. Chuối này ra trái như Việt Nam mà liệu nó có ra trái ở xứ lạnh nổi không? Một chậu nó bao nhiêu vậy ta? Chậu nó 27 euro 95 sen cho 28 euro. Mấy trăm nghìn tiền Việt Nam đó cả nhà. Tính cho 3 euro đi 750 ngàn. 750 ngàn một cây chuối nhỏ như thế này. Ở Việt Nam mình chuối mọc tùm, không ai làm gì, bỏ gãy tó gãy lui. Bên này thì bán. Đây là đá. Đâu đi con, đi dẫn ba đi. Anh phô kìa. Dạ dẫn ba đi. Trời ơi hai đứa con mặn, nó chạy lung tung lang tang, nó tìm đủ thứ. Dạ yeah. Nó tìm đủ thứ để mà nó khoe với ông bà cô chú. Đây là hoa tiếp nè. Đó. Giá tiền 29 đồng 30 đồng một chậu như thế này nè. Chù hoa đây đẹp ghê cả nhà ơi. Hoa này 25 đồng bình nè. 25 đồng một bình. Mấy trăm tiền Việt Nam. 150 ngày pha bờ đó. Nó giữ màu sắc á, 150 ngày màu sắc á cả nhà. Ghê chưa?
ở bên đất nước xứ Tây này là nói về hoa là xứ sổ hoa. Làm gì? Rau gì? Rau thơm hả? Ông xã Mộng nói cái cây này giống rau thơm nè. Giống rau thơm. Mà cây này nó ra hoa. Cây này trồng nó sẽ ra cái hoa màu tím tím như thế này nè cả nhà. Một chậu của nó là 5 đồng 99 sen là 6 đồng đây nha cả nhà. Là một chậu nó. Mấy cái này là mấy cái decor, mấy cái trang trí ở ngoài vườn ngoài đồ đó. Hai đứa chạy đi đâu mà tới đây ho lung tung vậy con? Đâu? Con này là chim. Cẩn thận con. Ra coi mấy con chim nhỏ nhỏ bay bay. Ô, anh ơi có con chim màu đẹp vô nè, coi nè, kia. Đây cả nhà, đó. Có con chim màu hồng hồng đẹp ha. Ở dưới đây có con chim nhỏ xíu một xíu nè. Chim này giống chim sẻ nhưng mà không phải chim sẻ nha cả nhà. Con này tựa tựa giống cu ha. Đó, màu này khá là đẹp. Đâu còn có màu nào khác nữa không? Ồ, còn con màu này nữa nè. Đây đồ ăn cho chim nè. Đó, 90 đồng đủ loại hết một bì. Bên kia bán mấy cái ảnh trang trí hả? Ờ, chờ em chút xíu. Đây như mấy ảnh chim này 29-30 đồng một bức ảnh như thế này nè. Nhưng mà khá là đẹp á cả nhà. Cũng cuốn mèo. Kìa ông xã Mận không nuôi chim mà tìm nhà chim làm gì vậy? Mama coi nè, mama con thì mama đi. Coi nè. Gì đâu? Coi nè, ở đây nè. Em bỏ lên rồi. Cẩn thận rớt là bỏ nha con, cái này là bằng gỗ nè. Đó, nhà chim á, nhà chim mà đẹp giống như nhà người vậy nha. Nó dán vô cái đó anh. Cái đó dán. Đây một cái nhà như thế này là 19 đồng. Ở đây trên đây 6 đồng khác. Ở dưới này nè 19-20 đồng. Ở dưới này là 13 đồng chín tùy loại nha, tùy theo cái nha, chứ không phải cái nào cũng như cái nấy đâu. Cái càng lớn càng đẹp là tiền càng cao. Còn mấy cái này người ta treo ngoài cây về đồ cho nó chung vô sao. Ý gì nhà mình ở thiệt đó chứ nói. Mama con trồng có phô kìa. À. Có ông phô kìa giả đang ngồi nè, ngồi ngó nè. À, người ta mua gì mà cả xe nè cả nhà. Ở đây người ta có vườn á. Đó đồ giả con. Qua đây nè, con qua đây nè, đi với ba. Máy móc làm vườn. Khu làm vườn. Hồi nãy là cái khu cây trồng trọt. Bảy đồng 99, 8 đồng một bì đất như thế này nè, 20 kg nha. Ừ, con gì? Coi hai đứa con gái mặn cầm hai cái đồ kéo làm chưa múc đá múc đất gì không biết. Mà 38 đồng, 39 đồng hạ xuống còn 30 đồng. Cháu biết đường ngoài đường cái hả? 200 nhà đồ đường tược đồ á. Trời ơi, hạ giá nè 40 mà còn 30 là một cái chổi. Việt Nam là coi cái so sánh giá coi.
chắc chắn là giờ bên này là mắc hơn rồi anh, nhưng mà tiền nào của đó rồi. Ở Việt Nam thì bán theo thị trường Việt Nam và tiền Việt, còn bên này bán tiền euro mà. Như một cái xẻng như thế này nè mà 42 đồng 50 sen đó, cái xẻng này nè cả nhà, là tính ra 2 triệu mấy á. Chỗ đây là khu đèn nha đó, đèn ngồi vườn ngồi đồ đó. Ở khu này là bán cá kiển nha cả nhà. Đó, quá trời trời cá nè. Ở bên đợi mama đi từng cái một cho ông bà cô chú xem loại cá gì cá gì. Đó, té con, cẩn thận. Cái này là tên của nó là Piranhas. Nói tiếng Việt hay tiếng tiếng Đức không biết đâu. Không cả nhà, mặn là dốt á. Đó, quá đẹp luôn. Giá thì đây đủ loại kiểu giá tiền tùy theo phụ thuộc vào từng con nha. Con nào đắt nhất 47 euro. Kinh khủng. Này nó hơi ngược ánh sáng tí xíu nha, mọi người thông cảm nha. À, không có được rõ nét. Hả? Cá người ta bán cá chút chút nè. Ê, coi cá gì đẹp chị, mama coi con. Hả? Hâu, hâu gì đâu. Hai con gái mặn kìa. Chị vô, ồ, cái nhà người ta trang trí cho cá ở đẹp quá ha. Cá chút chút nè. Mười mấy đồng con á con. Nhà xíu một xíu. Mấy cá này ở Việt Nam mình cũng có loại cá này, cá gì. Giống như... cá gì nó có râu dài á. Cái cảnh còn cá mà mình ăn em thấy thỉnh thoảng cũng có mấy cái loại cá dịp dẹp có râu á ba. Mấy cái cây mà đỡ trong trong hồ á, đỡ cảnh á cả nhà. Wow. Ba coi con cá nè. Đẹp cơ chưa? Trời ơi, giá vậy mà kinh khủng cả nhà. Coi kìa, giá kìa. Em quay xét quay lần vô đây nè. Đó, đẹp vừa chưa? 99 euro, 100 euro con không? Đỡ giá cá mà thấy kinh khủng thiệt. Con cá nhỏ nhỏ vậy mà tiền không. Mận thì không có am hiểu cá đâu nha cả nhà. Nhiều lúc Mận thấy mọi người quay cá tay tượng, tay đồ gì á, bạc tỷ, bạc trăm tỷ không á. Coi nhà này cứ đưa đá. Đây là nhà thỏ. Nó ăn cỏ. Ừ, mama biết không? Hả? Nằm ở đây có mấy con thỏ luôn. Đây là hamster. Đây là thỏ, đây là hamster. Đâu con đi tới bên kia đi. Hello, đi con. Đi theo papa kìa. Ở bên kia con coi nó có không hay chỉ có chỗ đây thôi. Đây nè, thỏ nè hả? Sao papa? Cho đồ ăn, nó ăn no, nó không thèm ăn, nó chung vô ổ, nó nằm hết trơn. Ở trong trước là pipi. Giá của nó nè anh, đây phở 29-30 euro một con. Giá tiền này cả nhà 500 euro, mười mấy triệu một cái tủ nuôi cá nha. Đây mấy con vật đi con, đi theo ba kìa. Nào, nhanh lên, nhanh lên. Đâu có thấy nó không? Thấy nó. À đây cả nhà. Con đây là tiếng Việt gọi là cái gì ta? Tiếng Việt. Con chuột, chuột con. Chuột đồng, chuột gì á cả nhà? Ô con vô con cá. Đừng đụng vô con. Con cá nó. Đừng đụng vô.
chuột hay kêu chuột đó. Gì? Là chuột cảnh anh. Nó đồ ăn đồ nó hôi lắm con coi thôi. Ta con cám. Ồ cái con gì nằm này. Chù cái chỗ này đẹp hơn người ta làm cảnh đá nước suối chảy nè cả nhà. Một cái cảnh này là một 1.906 cho ngàn gần ngàn á. 1.000 mà 2.500.000 25 triệu khoảng 25 triệu là một cái suối chảy bằng đá này nha cả nhà. Còn cái như cái này nè. 2.500.000 Đây cái này là 600-700 là cũng gần trên 10 triệu đó, là một cái này thôi nha. Còn cái nhỏ xíu này á, cái nhỏ xíu này nè là 119, là 2 triệu mấy đó, dữ chưa, mà đẹp, công nhận đẹp thiệt. Chù cái bức tượng nè, bức tượng đẹp cơ chưa, cái này 400 mấy, 500 đi, 10 mấy triệu. Đẹp không cả nhà, cả nhà ai chơi vậy chứ đó, cả nhà thấy gì không? Chó này nó kỳ ghê, có người đi qua đi lại mà đứng đó tè. Chu cái này cái lò nướng hả ba hả? Ôi trời ơi, cả nhà xem cái lò nướng nè, giờ tính ra 2.100.000 nè, cho 2.000 đi, 2.000 thì 40 triệu gì, 1.025 50 triệu trên 50 triệu á, nhưng mà nướng bằng ga. Wow. Đúng. Này trong này nướng đó. Rồi, cái này nướng bằng ga nha, không có củi lửa gì hết á. Càng lớn thì giá tiền càng cao. Đó giờ nó vô đi, nó chạy nó nhảy nó bắt mang đeo. Bác qua ba mang túi sách. Đi thì đứa nào cũng muốn mang theo cái này cái kia. Mà chơi xong đổ văng cho ba má ma cầm. Wow, ba dở cái này ba. Lò nướng đây 1.399. Wow, đã nè, cái này em thích hơn nè. Nướng bằng lửa than nó thơm hơn, ăn nó ngon này, hơn. Lửa than nè, nướng cái bằng gì? Điện. Cũng bằng điện luôn nè. À số nướng bằng điện luôn cả nhà. Điện bằng gas. Nhưng mà em thích nướng bằng than á ba, nó thơm. Cái này như nướng bằng than. Bằng gas luôn, mà đẹp không? Nó thiết kế rất là đẹp luôn. Mà gót là điện 700-800 xuống 700. Hạ giá. Cái này đang hạ giá. Nhưng mà nhìn thấy, nhưng mà em thấy nó to, nó cầu kỳ quá. Mà nướng bữa thịt mà làm cái máy này phải đãi tiệc tùng gì lớn à. Mua một lần đãi tiệc một lần rồi dẹp luôn. Thôi khỏi đi. Chú người ta làm cái nhà kính này đẹp ha, giống như cái lồng chim vậy. Này băng gói băng niệm gì con? Rất. Làm một cái ngôi nhà của người da màu phải không anh? Cái này giống như người của da màu nè. Yeah. Nói chung người da màu mà anh chị biết, mà anh thấy cái hình ảnh này coi trong phim á cả nhà. À.
Gì con? Ủa, trong đây người ta trang trí cảnh nhà đẹp quá cả nhà.